Và bản tin thứ ba là lệnh cấm dầu của Hoa Kỳ có thể đẩy Nga và Trung Cộng xích lại gần nhau. Lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga, dầu Nga của Hoa Kỳ không chỉ khiến giá dầu của thế giới tăng vọt, mà còn có thể góp phần đẩy Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau hơn. Ngay sau khi Tổng thống Joe Biden công bố lệnh cấm nhập khẩu dầu và các loại năng lượng khác từ Nga để phản ứng trước chiến dịch quân sự của Ukraine, Đại sứ quán của Nga tại Washington cho biết đây là nỗ lực viển vông. Nga có thể có nhiều nơi để chuyển hướng những sản phẩm năng lượng chất lượng cao và có sức cạnh tranh của mình. Đại sứ quán Nga nhấn mạnh trong tuyên bố là không nêu rõ Moscow sẽ chuyển hướng xuất khẩu năng lượng tới những nước nào sau lệnh cấm này. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng Trung Quốc chính là điểm đến mà dòng chảy của năng lượng Nga sẽ hướng về Trung Quốc. Thì đó là cái điều mà ông Tập Cận Bình và ông Putin lúc nào cũng thấm thiết và nói rằng hai đôi ta vững như bằng thạch. Thì đó là cái câu chuyện mà những kẻ gặp nhau là những kẻ hung sùng ác sát. Thì chắc chắn rằng cái điều này chúng ta cũng không lạ gì.